chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Mỹ vị bốn phương. Chương trình được sự đồng hành của nhãn hàng dầu dừa tinh luyện Việt Coco và Thành Vinh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế. Không biết quý vị có cùng ý nghĩ với Thanh Giang hay không, nhưng rõ ràng từ xưa đến nay, câu chuyện về các vị thần luôn khiến chúng ta cảm thấy tò mò và bí ẩn đúng không ạ? Và với những người nghiên cứu binh pháp sẽ trầm trồ trước các cuộc chinh phạt, và với những ai quan tâm tới đời sống thường nhật thì sẽ thắc mắc họ đã ăn gì, uống như thế nào, mặc ra làm sao. Và với riêng cá nhân Thanh Giang đã luôn tự hỏi là đã từng tồn tại một nền văn hóa ẩm thực bên lưu vực Hoàng Hà hay sông Ninh từ rất lâu hay không? Không có tham vọng giải mã hết tất cả những bí ẩn đó, nhưng trong khuôn khổ của một chương trình thưởng ngoạn mỹ vị bốn phương, chúng tôi mời quý vị cùng ngược dòng thời gian trở về với một số nền văn minh cổ để khám phá hai thực phẩm quý của các vị thần theo quan niệm của cư dân cổ đại. Có lẽ quý vị từng ít nhất một lần được nghe nhắc đến nền văn minh Maya với kiến trúc ngàn năm tuổi và những ước đoán khá chính xác về bầu trời. Nhưng chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một nét thú vị khác của văn hóa của họ. Đó là thức ăn của các vị thần. Người Maya tin rằng cây cacao là của Thượng Đế và hạt cacao chính là ân sủng dành cho loài người. Nói như vậy để thấy rằng cây cacao đã có xuất hiện từ rất lâu và có vị trí khá quan trọng. Như một cách thể hiện niềm kiêu hãnh là những thực khách đầu tiên, người Maya đã chế ra từng chiếc cốc riêng để nhấm nháp hương vị của chúng. Tuy nhiên cách chế biến có phần không tương xứng với cách thưởng thức. Thời gian đầu người ta chỉ nướng hạt cacao lên, nghiền nhuyễn và pha với bột ngô nhằm tạo độ sánh rồi rót từ trên cao xuống để làm cho nó sủi bọt. Cuộc viễn chinh của người Tây Ban Nha đã làm lung lay gần như hoàn toàn đế chế Maya, nhưng lại góp phần tạo nên diện mạo mới cho thứ thực phẩm vàng nâu này. Từ hương vị đắng cay của cách thưởng thức nguội trước đó, họ đã viết thêm đường và dùng nóng. Cacao bỗng nhiên trở thành cơn sốt và là thức uống bí mật của giới nghệ sĩ hoàng gia Tây Ban Nha trong suốt một thế kỷ sau đó. Ngày nay, cacao và thực phẩm được chế biến từ cacao đã vượt ra khỏi câu chuyện huyền thoại của nó để trở thành một thứ thực phẩm phổ biến và cũng là nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của châu Âu. Nếu các hạt cacao sở hữu một sức mạnh phi thường để vượt ra khu vực Trung Mỹ và trở thành một món quà ngọt ngào không chỉ với người dân châu Âu mà còn cả với thế giới, thì ngay tại xứ sở các vị thần, một loại thực phẩm khác đã manh nha câu chuyện của riêng nó. Thần thoại Hy Lạp đã miêu tả về Ambrosia, thứ thức uống của các vị thần trên đỉnh Olympus, có mùi hương gần giống với mật ong, và tất nhiên chỉ Á thần và một vài người mới nhận được đặc ân này. Từ đây, thứ mật ong lên men sắm vai mỹ vị trong hầu hết các cuộc đối đáp với thần linh. Thậm chí, triết gia của Hy Lạp là Strabo từng nói, mật ong, sữa và phô mát dẫn đầu một cuộc sống thanh bình. Thú vị là bằng cách nào đó, mật ong không chỉ là thứ thượng phẩm của tầng lớp trên. Người Ai Cập và La Mã cổ rất thích dùng mật ong như một chất làm ngọt trong bánh và thêm hương vị cho một số món ăn khác. Ngày nay, mật ong trở thành một loại thực phẩm đa công dụng. Người ta có thể dùng nó như một thứ sản phẩm chuyên biệt để làm đẹp hoặc trở thành một nguyên liệu hấp dẫn, thêm sắc, thêm hương cho món ăn muốn kết hợp nhiều mùi vị của tự nhiên. Thưa quý vị, ở phần đầu của chương trình chúng tôi đã mời quý vị thưởng lãm câu chuyện ẩm thực lấy cảm hứng từ các vị thần phương Tây. Những huyền thoại thì luôn có sức hấp dẫn của riêng nó. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc khác, đó cũng có thể là một cách mà người dân đã thi vị hóa để làm tươi mới cuộc sống của mình. Ngày nay, cacao và mật ong đã bước ra khỏi các câu chuyện của thần thoại để trở thành thức uống, thứ gia vị quen thuộc không chỉ trong không gian nấu nướng, pha chế của hầu hết các nhà hàng, quán xá hay đơn giản là có mặt ngay tại góc bếp của những người nội trợ phương Tây lẫn phương Đông. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với gian bếp của mỹ vị bốn phương để quý vị có thể được giới thiệu đến một món ăn đơn giản, dễ làm, đã kết hợp hài hòa một trong hai nguồn nguyên liệu nói trên, đó chính là món cánh gà rang mật ong. Chào anh Đạt, hôm nay là cuối tuần rồi, em muốn chiêu đãi cả gia đình em một bữa ăn. Anh có thể hướng dẫn cho em một món gì vừa ngon, vừa đơn giản, dễ làm không anh? Đối với những cái món ăn cuối tuần á, thực sự ra anh thấy là ngoài những cái món rang riêng rồi lẩu rồi nướng thì có một cái món mọi người rất là khoái khẩu, và anh muốn là trong chương trình hôm nay anh sẽ gợi ý cho em cái cách thực hiện. Bởi vì sao? Anh biết là em không có gọi là giỏi nấu ăn lắm, cho nên là anh sẽ cố gắng làm sao để sau chương trình này á em phải thực hiện được thật nhiều những món ăn ngon. Dạ. Món ăn mà anh muốn giới thiệu cho em ngày hôm nay á là em rất là khoái khẩu món cánh gà chiên nước mắm, đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay chúng ta không làm cánh gà chiên nước mắm nữa mà chúng ta sẽ có một cái món cánh gà cũng biến tấu từ cái cánh gà chiên nước mắm á, nhưng mà nó sẽ có một cái tên khác. Chúng ta sẽ có cái món gọi là cánh gà rang với lại hành hương và đúng không?
Sau khi em có cánh gà em cắt làm đôi ra, việc còn lại á em sẽ ướp vào đây cho anh khoảng một muỗng hạt nêm thịt gà. Cái này là mình đã trần qua nước sôi rồi mình đúng không? Mình nên trần qua nước sôi cho nó an toàn, tại vì nhiều khi cái gà em mua ở ngoài chợ người ta có xử lý ba cái chất bảo quản rồi bảo quản để cho gà nó đừng có bị hư á. Rồi cái quá trình mà thực phẩm ngoài chợ thì nó sẽ không có sạch, cho nên để an toàn nhất á khi thực phẩm em mua về em rửa sạch xong em phải trụng sơ qua nước sôi như thế này nè, rồi lúc đó em hãy ướp gia vị thì khi em dùng nó sẽ an toàn hơn. Sau khi em ướp hạt nêm xong á, vì còn lại á em chỉ việc cho vào đây cho anh một ít dầu. Mình sẽ chiên cái cánh gà, cái cánh gà này cho nó vàng lên. Sau khi mà chiên nó vàng ra xong á, chúng ta sẽ xử lý là hành rồi ớt rồi tỏi để chi, chúng ta sẽ tạo được cái màu thơm, cái màu, cái mùi thơm và cái tính hấp dẫn cho cái món cánh gà của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng chiên ngập dầu ha. Và em nên nhớ muốn cho các món chiên ngon á, em nên mua cái dầu dừa. Dầu đây tự là cái nhiên loại dầu dừa tự nhiên ha. Là em chiên rất là ngon, bởi vì sao? Nó bền nhiệt và khi mà em chiên nó sẽ không làm cái thực phẩm của em nó cháy. Nó sẽ an toàn. Đó, chúng ta sẽ cho một ít dầu dừa vào đây. Sau đó là tăng nhiệt để cho cái dầu dừa này nó sôi. Sau khi nó sôi á em giảm lửa lại tí xíu. Rồi em chỉ việc là cho từng cái miếng cánh gà đã được ướp với lại cái hạt nêm thịt gà vào đây, mình sẽ chiên vàng. Trong giai đoạn chờ cái dầu nó sôi á, em sẽ chuẩn bị thêm cho anh khoảng chừng 5 nhánh hành lá. Em cắt khúc ra như thế này. Em cắt nhỏ nhỏ vậy thôi ha. Về nhà mình sẽ xử lý y chang như vậy giùm anh. Em sẽ có một ít hành. Kế đến nữa là gì? Em sẽ cho vào đây cho anh một ít hành đỏ nữa để em tạo cái màu hấp dẫn cho cái món cánh gà này của em. Khoảng 1/4 hành cũ thôi. Thêm một vài lát ớt để giúp cho cái món cánh gà của em nó hấp dẫn. Đúng không? Cái ớt này thì nó không có cay như cái ớt hiểm, cho nên em vẫn có thể sử dụng nhiều. Và cuối cùng á, khoảng 3 tép tỏi em đập dập ra như thế này. Và không cần phải bầm nhuyễn, bởi vì nếu mà em bầm quá nhuyễn á, cái tỏi của em khi mà vào dầu nóng á, nó sẽ mau cháy lắm và nó sẽ khiến cho cái món ăn của em nó sẽ bị ảnh hưởng. Đây là toàn bộ nguyên liệu sẽ giúp cho cái món cánh gà của em nó ngon. Bây giờ là dầu đã nóng tới rồi nè. Việc còn lại á, em chỉ việc là cho cái cánh gà này vào đây. Chúng ta sẽ chiên. Mình chiên trong khoảng bao lâu anh? Đối với cái cánh gà này thì em cứ chiên, em canh khoảng từ 3 đến 5 phút, có thể là hơn tí xíu nếu mà cái nhiệt nó lớn á, thì em chiên cho nó vàng vừa tới thôi. Em cho nó vào như thế này. Em thấy đa số người Việt Nam mình là thích ăn đùi gà. Em có thể thay, đúng rồi. Thay vì cái món cánh gà thì em vẫn có thể là thay bằng cái đùi gà rang với lại mật ong. Thế là thỉnh thoảng em lại có thêm được cái món mới nữa, đúng không? Sau khi em cho cái gà này vào đây rồi á, thì em sẽ cho vào đây. Đây là cái sốt quan trọng nhất để em tạo đặc trưng cho cái món ăn của em nè. Em sẽ cho vào đây cho anh một muỗng tương ớt. Tương ớt. Rồi. Nguyên liệu thứ hai, em cho vào đây cho anh khoảng một muỗng cà phê dầu hào. Không cần nhiều nha, một muỗng cà phê thôi. Cái thứ ba, một muỗng nước mắm ngon. Khoảng một muỗng nước mắm ngon. Và cuối cùng á, em sẽ cho vào đây cho anh khoảng 3 muỗng cà phê mật ong. Nếu mà ở nhà em nên lấy cái muỗng đo này nè, để nó là cái muỗng súp á, thì em cho vào cho anh khoảng 2 muỗng là đủ. Mình đã sử dụng mật ong rồi thì mình sẽ không sử dụng không đường. Không cần sử dụng đường nữa. Em quậy đều cái hỗn hợp sốt này lên và em thử ngửi xem coi cái mùi sốt này nó như thế nào. Thơm. Đây là cái sốt đặc trưng để nó giúp cho cái món cánh gà của em nó hấp dẫn ha. Và sau khi mà em đã có cái gia vị này rồi á, chỉ cần chờ cái cánh gà của em nó chín tới là em phi thơm cái hỗn hợp của các cái loại gia vị tươi tạo mùi ở đây với lại dầu ăn. Sau đó là gì? Khi mà em nghe cái mùi nó thơm rồi á, em sẽ cho cái cánh gà vào, xóc đều nó lên để giúp cho cái món cánh gà nó ám hết cái gia vị vào. Và sau cùng cho cái sốt này vào. Em chiên khoảng thêm 2 phút nữa là em có thể hoàn tất. Em đã có ngay cái món cánh gà chiên với mật ong rất là ngon. Rất là đơn giản đúng không? Món ăn này là dành cho các chị em công sở đó. Đúng rồi, nó cũng là cái món khoái khẩu của mọi người. Bây giờ em thấy là bây giờ bên đây á, cái chảo nó cũng đã nóng tới nè. Thì việc còn lại á, em cho vào đây cho anh khoảng chừng 2 muỗng cà phê dầu ăn ha. Việc còn lại là em sẽ cho cái hỗn hợp của hành vào rang để tạo cái mùi thơm. Và khi nghe cái mùi thơm xong rồi là lúc đó em chỉ việc là vớt cái cánh gà mà em đang chiên bên đây vào, xóc đều nó lên.
mình không cho tỏi vào trước mà mình cho tất cả. Thứ nhất á, là khi mà cái dầu nó đang nóng em cho tỏi vào nó sẽ rất là màu cháy, nó ảnh hưởng đến cái cấu thành của món ăn của em. Cho nên là em nên cho cái hành này vào trước, nó sẽ an toàn hơn. Và sau cùng là lúc đó em mới cho tỏi vào. Mà bình thường em hay khử tỏi để... Đúng rồi. Bây giờ em thấy nè, chúng ta chiên như vậy là cánh gà nó cũng đã chín tới rồi nè. Dạ. Nó an toàn đó, có nghĩa là nó chín đến tận bên trong luôn. Dạ. Thì em chỉ việc là vớt cái cánh gà này em cho vào đây, em rang với gia vị. Dạ. Với cách làm này nè, em sẽ có được cái món cánh gà với cái mùi rất là thơm. Và nó không còn cái mùi tanh của gà nữa đó. Và em để ý là khi mà em chiên cái dầu này thì em thấy cái màu nó như thế nào. Cái màu dầu rất là đẹp đúng dạ. không? Nó không có bị đổ màu, không bị ngã màu. Nó sẽ an toàn hơn cho cái quá trình mà nấu ăn và thực hiện món ăn của em ở gia đình. Em thấy dầu tự nhiên là ít cholesterol nữa anh. À, hiển nhiên tất cả những cái loại dầu mà đi ra từ tự nhiên đó thì nó thuộc về cái chuỗi gọi là chất béo đa, hay còn gọi là không chứa cái trans fat. Thì như vậy là nó rất là an toàn cho chính cho bữa ăn của gia đình mình. Chúng ta nên hiểu cái cách sử dụng dầu như thế nào để hợp lý thì cũng là giúp em nấu ra những cái món ăn nó ngon. Rồi nó sẽ giúp được chúng ta giữ được cái sức khỏe. Tại vì bây giờ thực phẩm bây giờ thì nói chung là cũng rất là sợ. Sau khi mà em đã cho gia vị này, cho gà vào rồi thì bây giờ em sẽ cho cái hỗn hợp gia vị này vào. Đúng không? Cái này là mình sẽ mở lửa lớn hay là em cứ chiên lửa vừa phải thôi. Tại vì khi mà mình chiên cái cánh gà ở trong đây á là nó đã chín rồi, cho nên là em không cần phải sử dụng lửa lớn nữa. Em nghe mùi không? Mùi rất là thơm đúng không? Wow. Anh nghĩ là chúng ta có thêm một cái lựa chọn mới trong cái việc chế biến những cái món cánh gà trong gia đình của chúng ta. Không đơn giản là món cánh gà chiên nước mắm bình thường đâu. Đúng rồi. Có thêm mật ong nè. Có thêm mật ong nè, có thêm nước mắm cá cơm ngon nè, có thêm một tí xíu dầu hào để giúp cho cái món ăn của em nó bóng bẩy hơn, nó tăng tính hấp dẫn. Rồi bây giờ em lấy giùm anh cái đĩa. Tùy theo cái sáng tạo, cái khéo léo của mình không, em có thể là cho một nhánh cần ở đây để trang trí. Rồi em có thể cho thêm vào đây một trái cà chua bi để giúp cho cái đĩa đồ ăn của em nó cũng hấp dẫn hơn. Ta nói là nấu ăn cũng là một chuyện, nhưng mà trang trí trình bày làm sao để cái đĩa đồ ăn của em nó hấp dẫn cũng là một chuyện rất là quan trọng. Và bây giờ cái đĩa cánh gà này nó chín tới rồi, anh tắt lửa ha. Mà chúng ta sẽ cho cái cánh gà này ra. Em thấy là em sẽ có cái cánh gà rang với lại cái mật ong nó như thế này. Đó. Độ bóng bẩy, mùi thơm đặc trưng của mật ong, rồi thêm với lại sự phối hợp hài hòa của các loại gia vị từ tự nhiên như là hành, ớt, rồi tỏi. Anh tin chắc rằng em sẽ có một cái đĩa cánh gà rất là ngon thưởng thức vào dịp cuối tuần. Và điều quan trọng nhất là dành cho những người mà mình yêu thương nhất một cái khoảng thời gian muốn dành cho họ sau một tuần làm việc bận rộn. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị thêm một chọn lựa mới trong việc sáng tạo những món ăn ngon trong gia đình của mình hàng ngày thông qua chuyên đề của ẩm thực mỹ vị bốn phương. Ngày hôm nay, hy vọng các bạn sẽ có được nhiều chọn lựa hơn trong việc chế biến, sáng tạo, và hãy sáng tạo để có được thật nhiều những món ăn ngon. Cảm ơn Phương Linh đã đến chương trình cùng với anh, và anh tin rằng với món cánh gà rang với lại mật ong của anh ngày hôm nay sẽ giúp cho em có được thêm một cái chọn lựa mới để em sẽ có thật nhiều những món ngon tự tay em làm dành cho người thân của em. Xin được cảm ơn anh với món ăn ngày hôm nay và chúc quý vị sẽ thành công với món cánh gà rang mật ong. Rõ ràng mật ong không còn xa lạ với hầu hết người nội trợ, và hàng ngày vẫn luôn có những món ăn mới, hương vị mới được tạo ra từ nguồn nguyên liệu này. Hãy chia sẻ với chúng tôi những công thức mới trong chương trình Mỹ vị bốn phương được phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 40 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu dừa tinh luyện Việt Coco và Thành Vinh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế. Đến đây, Thanh Giang xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.